Chào ông bà cô chú nha, chào phan. Chào cả nhà. Ôi. Đây con cá này là con cá bóp hay gì cả nhà ơi? Anh Phong ở Dạch Giá đã gửi tặng cho tụi em một con. Ở Phú Quốc chứ. Mấy cái này ăn được chứ anh không? Phong ở tại Phú Quốc luôn. Ôi cái này cá này không bỏ gì chân á. Cá thì vậy là mình phở mặn mà để vô cái đậu. Cá bóp cả nhà ơi. Rất là ngon nha. Chào anh Hồng mới qua nào ơi. Hồng mới qua tới luôn. Ai bây giờ mình lấy nguyên con. Chào Tết. Cái cháu bự cái mình chơi nguyên vậy luôn nè. Làm gì? Để nguyên con vậy mình luộc xả gì đi. Không, cá này phải nấu nước sôi mặn mới được anh Tính ơi. Chài ra trắng bông à. Trời ơi, hết tiếng cá ngon trời. Nấu nước sôi. Có cá lần cạo nữa. Nấu nước sôi mới được. À, anh Phong. Thôi mình đi lên chảnh mặn cả nhà ơi. Đi Tính ơi. Lên chút xíu mình sẽ bàn bạc mình làm gì đây. Cái nồi nước lẩu của anh em chưa anh Tuấn? Rồi anh em hỏi cái gì vô chút kính chút xong rồi mình nêm lại. Nguyên một thao luôn cả nhà. Không, để mình luôn mình để mình nấu cho nó chín sẵn ở trên đây đi cả nhà. Nó nóng khoảng chừng nó nóng 7-8 thôi. Cái mình múc ra mình để lên cái nồi cái bếp ga mình ăn múc từ từ lên ha. Quá ma một miếng ha anh, một miếng một cục, muốn hai miếng đi. Hai miếng đi cho dễ, đừng quá hai miếng chung. Đỡ biết rồi. Quấn với bạc hả? Bạc nước cho mau. Rồi hết với bạc. Còn kỳ quá ta. Còn có cục một rồi làm sao? Không, banh ra anh, banh ra ra, anh banh ra anh coi. Banh ra. Để rồi. Rồi chảy dưới thôi được không? Mình chảy ở dưới thôi, còn hồi nữa mình chở ở trên. Đó. Đó, vậy đó. Sao cũng được trơn á. Ừ. Rồi. Dìm ơi. Chiên rồi. Rồi chiên từ từ nó dắt nha. Hai cái thùng nước đá về dưới cái thùng bia của bác Hòa đem qua đó cả. Bữa nay mình chơi dưới đây đi. Rồi. Xong. Cá bóp nướng như bạc cả nhà. Chạy lên luôn. Đi với bắt bạc nha con. Trời ơi, tôi chạy ngay vô đây luôn. Quá ngon. Đây chết bả làm vớt cái cây quá. Cá bông gì đó. Hiện cá này bằng cá bông sáu, khoảng sáu có cá bông lớn nè. Thì anh thấy nó nuôi bè lẩu luôn. Bỏ vô thau nè, mềm mềm. Cái này, cá này mà được cái chài hay mò vậy đã biết nghe hả, dính đã dữ lắm đã. Này dặm dấu lại xuống dấu là khỏi đó. Cái dấu nào dặm hướng thầy vừa. Thế nên nó nhủi cái đầu. Nó mà nó mực rộng nước cho luôn. Cái cá này gỡ. Rồi có cái kéo không? Đây. 9-10 ký á. Còn cái gì nữa? Ê, người ta làm ra người ta trụng sao cũng được vậy? Trụng trước dễ luôn đi. Được, trụng trước dễ làm. Biết chạy. Bây giờ một phút mình làm gì nè? Bây giờ một phút mình một phút thôi đừng xéo vậy không ngon, cắt ngang luôn á. Giờ một phút mình làm là lẩu còn một mớ mình nướng muối ớt nha. Hai món đi. Cái này là nướng muối ớt ngon lắm ngon. Xương mình làm lẩu còn cái thịt mình thái ra. Rồi ok. Chúng ba coi chuẩn bị rau rác gì đi. Cạo dao quá trời. Để ra. Chờ trước đi. Cạo xuống nghe đó. Không có dãy nữa mà hồi đó giờ không biết mặn cá này có để dãy được không nữa nè. Cá này hồi đó giờ anh ăn nhiều mà anh đâu biết làm nó đâu. Không, cái dãy để dãy nhám. Vô nhà hàng, vô quán ăn. Cạo luôn, cạo. Hồi mình trụng xong cạo. Trụng nó cạo đi chân ngại như heo hả nha. Để nó nhỉ 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 không nè. Rồi bún trên đầu trắng trên nè. Ô dễ cạo quá, dễ cạo dãy nhanh. Đây là con... đây là con chuột nè cả nhà ơi. Cả nhà có nhớ con chuột này không cả nhà? Đây. Chuột này hết nước rồi Khanh ơi. Không chế nước cho nó uống không Khanh? Đây nè. Nước rồi con. Thấy chuột nước không?
Cái nhà thấy con chuột uống nước không cả nhà? Chuột uống nước à. Chuột đẹp thiệt chứ. Đó, đưa nước sôi vô. Cái chảy 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 sao nó chảy xuống đây à. Nó chưa mà, chưa. Có bóp chị. Có ngày hù quá mà. Có hết giáp này luôn. Tới chỉnh cái đầu cái miệng nữa cả họng nữa. Mày nhà lấy cái dao á. Chạy ra thử. Đây. Đưa vô. Không biết sao mà vậy đó. Đây nè. Cái bụng chưa hay gì đó. Không có mua nữa. Còn không có bao. Thì đó thì chơi nước sôi cạo cái nó ba trắng bông hả à, dễ dữ lắm vậy. Mà sao nó chưa chốc vậy? Chốc mình chốc. Chốc chốc. Trời. Cái đầu rồi đầu hay sao? Ồ nó rồi, thấy trắng tư luôn, im quá im mà, hơn gái 18. Thằng bộ con gái 18 trắng hả? 4 năm tuổi tuổi là cũng trắng chứ cần gì 18, chỉ đen là đen à. Thường ông bà giờ xưa nó nói vậy mình bắt trước quá ngon. Ừ đó cạo xui cạo xui cạo người cái này không có bỏ cái gì chứ. Ôi nãy không chịu miếng trụng mấy cái này trời. Quên. Bắt lên chút xíu nữa rồi được hay nào trụng mấy cái mang trong cái thau nè. Ừ miếng cước đó miếng cước kia kìa hay hơn không cước gần không. Ai chơi nè tắm gọi mình bữa nay luôn à cắt ngạnh nào hết chưa đâu có ngạnh lâu gì không mềm sẹo mà trên sống cái này sụm rồi ha lâu năm lắm mà không tắm gọi phải không hôm nay để anh tắm gọi cho em. Ô cá này đâu có răng quê răng nhắm xìa như những nhừ à không phải như mấy cá hởm. Nhìn là ở trong nó có cái lớp dầu ở trong nó có răng mà nó có da. Trời ơi, cá gì trắng gái như gái 30 vậy trời. Nó 18 anh tính ra nữa à. À. Nó trên đầu ok chưa? Cái đầu nó giống cá lóc mình ha. Giống cá bông, khoan mình. Giống cá bông. Bây giờ em cắt cái đầu nó ra. Cắt ra đi. Ừ, cắt cái đầu ra rửa cái này. Anh xử lý cái đầu nha. Người ta đừng cắt dễ. Cắt dính ngang ở dưới ngang tính á. Dính đó là không sao đâu. Mẫu nhá cái mình lấy móc nó ra. Quá ngon. Thơm thớt nữa trời. Đau tay đó. Ủa đau dao quên. Em Thành Phong anh gửi ra mấy ngày nay mà không có làm để cá bự quá gom gom điện anh Hồng với anh Hòa Vũ mấy anh qua chơi rồi sẵn mình dùng con cá này luôn với anh em luôn. Quá bự ha. Gan béo cực kỳ khối lửa. Chút chú chút điện anh Dương, anh Dương ở không ta? Nhắc này luôn đi. Điện bây giờ đi. Điện dưới nhà em dưới mới có. Cái đầu con cá. Khoan. Đầu con cá chứ gì? Học Ngọc nó chết luôn rồi trời. Đánh nặng ra mà để mình mổ ra ngoài đi mình thí nghiệm. Ra ngoài. Tôi xí cục này trước à. Xí Gì trước. Cái đầu con cá hay gì đâu. Phải nó cứ ngắt hả. Đừng nổ. Cục Ngọc. Nổ mà chết liền. Ké ông ơi. Thì ké hay vậy. Ké đâu nó ăn trúng cái cục gì á. Ké rồi. Nổ người chết. Thấy không. Ngắt hả, được rồi, vô mắng rồi Thanh ơi. Cục ké hay gì vậy? Cái con gì á. Sợ.
Gì cân cắt hả? Lụm ấy. Ghê quá. Ghê đâu mà ghê. Chạy đồ biển mà ghê. Gì yêu quá. Khả năng không khả năng cục xương hô. Thử. Cắn nữa coi. Rồi nước sôi nè. Đừng chặt, chạy chạy, quý lắm đó. Đấy. Đừng. Thôi ơi, đừng. Bẻ kìa, quay nó. Thôi. Quý lắm đó. Con heo mà nó có một cục gì trong đó. Heo này, đứa heo này. Còn cái này nó cũng quý vậy. Thấy đầu vô không? Đâu có đầu không? Xói. Bao tử ra. Bỏ bao tử được gan này vô luôn đi. Quá trời rồi. Dần. Đi kéo nhấp bao tử ra. Mình còn làm cu li cái nữa vài bữa mình làm thợ luôn, mình làm này quen rồi. Lên phòng gãy rồi nhiều mới quen được. Thôi đớt rửa cái thằng à. Lấy cái dao á. Để lên nè. Không giờ đang mình làm thanh thanh không đó. Xong đây nè. Thì cắt luôn đi. Ừ. Sâu lên ừ rồi sâu ừ vậy đi. Thanh thanh hay vậy ừ. Thanh này nó lỏng à. Ừ ừ. Quá êm kìa cả nhà ơi. Làm thêm xanh nữa không? Nướng nhiều lắm rồi, nướng. Này giữ lắm nhiều còn không, mình còn xương nữa mà. Lắp 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 xanh. Không, mình lắp hai miếng thịt của mình. Khỏi lắm, hồi ngấy ra đi. Kìa quá. Rồi qua tới, trời em một bia nữa rồi. Bỏ qua anh Hòa ơi. Có bia uống nữa rồi cả nhà ơi. Qua mua thùng bia qua nữa rồi, em tính rồi. Không đủ. Không đủ. Không đủ anh Hòa ơi. Quá trời. Đổ thì lát luôn. Đổ cái thau nè. Bẻo nè. Đổ cái giữa cái này. Cái nào sạch bỏ qua đây. Nè, có vô mấy cái phần cá kìa mình đỡ vô luôn. Nãy mềm là tại giác này ăn được cái đã này đó. Nhức lên tính. Béo. Đó. Béo. Ăn quá. Quá trời cá ăn quá. Được kéo không? Kéo ra. Bữa bỏ ớt nữa không anh nè. Nướng ăn hết rồi. Thì mình thái ra đi mình ăn như ăn. Chắc là ừ, lên tới cái tay trên đó đây hả nướng. Ừ, nướng khúc trên đó hả, thái ra nướng khúc trên nè. Cái này để dành hay gì? Cái đó muốn để không để thì cũng được, để dành cũng được nữa. Để tủ lạnh. Ừ, ăn hết rồi. Đổ nước cho anh. Ừ. Quên anh mua nghệ bột được anh. Dạ. Làm gì? Ớp ha. Ừ. Ớp nướng ha. Mấy cái này cứ ướp nghệ nó làm lẩu hay nướng này kia nó có tâm. Vậy đi mua. Còn cái này có bán không? Bỏ chung cho đó luôn đi anh. Chung cho thau bự kìa. Đằng chỗ quán này có bán không? Không biết anh này. Thôi kìa. Đổ một đá. Cái khúc này là 2 kg. Khúc này ha. Ừ. Trời trên. Nó nặng thịt hơn. Này mình nướng với ớt. Cắt cái dĩa cắt. Bài bớt chứ cái xẻ này nè. Cái đó ốc anh để nguyên khứa trên này nướng nữa không? Được. Xẻ xìa ra như mình làm khô vậy đó. Đánh mình ớt cho mình nướng rồi hồi ăn mình lấy kéo mình cắt luôn hay được không? Được. Ngon, đẹp. Biết ngon này cả nhà ơi, để đi gian không anh? Biết cá thịt luôn nè. Giờ cứ để nguyên vậy đi, cứ nhớ, cứ nhớ. Ừ. Thì nhớ phải không? Ừ, cứ nhớ. Đã nguyên miếng nhiều nước ha. Ừ, nè, để em sửa đây, cái kiểu là thứ dữ nữa nè. Ừ. Vậy đó. Vừa thôi. Lộn mà. Cái gì quên trời. Cứ nhớ mà. Trời trời, thôi banh chân quá vậy thôi. Trời, xéo xéo đi. Ừ. Ừ, đó, vậy là hay đó. Vậy là số 1 đó. Vậy là thì thấy cái giò hay lắm. Đi đi. Thui luôn á, đừng như vậy. Dày rồi đó, xẻ giùm hai nữa. Cản thôi. Ờ. Rồi. Bây giờ đây giờ cái đó nè. Đặt cái đó ra đi.
Cái đầu đó làm đưa vào nè. Cái đầu mình làm lẩu cơ mẻ anh. Cái đó chặt hay để gian vậy luôn á Thành? Đâu có để gian, bự lắm. Bự gì mình ấy là mình ăn mình vẽ ra. Vậy Dũng ba, ông cái này ông địa phương ông chạy ông mua nghệ bột đi Dũng ba. Gì vậy? Dễ. Không biết có nghệ bột không anh? Có ngoài chợ có gì đó. Ngoài chợ này đâu có. Ủa giờ ông kinh kiếm này anh xuống dưới có người nào em chết liền á. Hồi sáng rồi phạt hết hết ông nội đó, phạt hết đóng hết mấy triệu bạc rồi cái. Cô cho anh hả? Ừ. Có sáng á, chỉ có chợ chiều á. Chợ chiều hôm nay gom lên chợ chiều đông nè. Mà xa chợ chiều xa lắm, đây lên chợ 4-5 cây số nè. Mấy cái tàu quá nó có bán nè. Sao rồi, sạch chưa? Rồi. Và nãy giờ sắt cái bắp chuối hộp cả nhà ơi. Hộp trắng rồi. Ngon quá. Trắng bông thịt do luôn á trời. Xấu xấu bỏ ra lọc dừa cả nhà ơi. Bánh qua có ai chặn không quạ? Hả? Bánh qua có ai chặn không? Bình thường mà, mình bình thường. Mà chặn mà đâu có mình địa phương mà đâu nói gì đâu. Ừ, mình địa phương mà. Không, địa phương mà khác tỉnh á. Em Đồng Tháp bên mình An Giang. Mình giáp danh mình. Giáp danh nhưng mà em khác tỉnh là bên Đồng Tháp nó có dịch á. Đồng Tháp nó có dịch tại? Có. Đồng Tháp cũng mình bên ấy mà. Là có an tỉnh đó nơi. Bữa đó cờ báo nó để Đồng Tháp có một bệnh. Long An. Nghe nói vậy thôi. Ừ. Mình ở đây mình có lãnh mà. Đủ cây này thấy ớm dữ lắm á tôi. Lắm uống thuốc ngay lỏng thuốc mà chữa đường á, em đi xét nghiệm lại thứ đó. Xét nghiệm bệnh gì đi đâu mà xét nghiệm qua Long Xuyên á. Có ba tay. Có ba tay đi. Có tổng này. Lại mình ướp mà đâu phải bốc đồ ăn đâu. Cá biển này nè mình ướp nghệ á, rồi mình nướng á, khoảng 15 phút sau mình nướng á, nó thơm lắm, nó không ấy. Có mẻ nè Dương ơi. Cái giá này cái tổ nó kìa mình lượt trước đây. Cái vỏ đâu? Tổ trên nhà anh tính. Cái vỏ lượt cái. Cái mơ không phải đi hàng nào thằng đó sang hả? Không vậy? Nào mà đó về cá biển này chưa có ướt nghệ phải không? Chưa đất sang hả? Cái mà anh ăn vô như quán gì hàng không ngoài chứ đâu có làm nhà. Ở đó giờ cá bớp này ăn cũng nhiều mà không có làm. Ăn quán gì thì đó qua nhà hàng Quốc vậy đó. Là nó bữa là ha lấy cá biển này. Là nước nghệ vô. Cái này có anh Tâm cho. Tâm hoài anh Phong. Anh Phong. Không? Phong cho. Cá của anh Tâm thì không có cá thường, cá thường, cá đỏ này bóp ha, này bóp đâu muối bỗng kìa, đâu rồi anh đọc anh ấy luôn trọng muối gì đó kìa. Phải đâm mới được, bỏ đi cái tổ đắng rồi anh tổ đắng rồi lại đem đâm cho. Trời ơi, nó sôi nạt, nạt luôn cả nhà. Các bạn hăng quá. Đây. Chở 2 cây quá, cái này 1 cây cũng được quá. Gấp lên bình thường anh qua. Chở cả. Cả không? Cả.
không? Không, không biết. Em làm thử được không? Ồ, dính, dính, dính. Dính, dính, dính lớp dai. Cái gì này nại thêm mới được. Nè, sẵn nè. Đây, có cái sẵn nè, thêm nè. Em ghi kỳ vậy. Cái sẵn nó vậy đó. Sáng nó vậy đó. Còn dính không? Còn đó. Rồi, dắt lại. Dắt bên kia lấy lại, bên kia lấy ngược lại. Cấp cười luôn cả nhà, nó dính rồi. Dính như bạc à? Nó nói thay dầu. Quên. Nó thay dầu á. Bỏ giờ mới biết cái món mà cá nướng nghệ ha anh Hoàng. Ướp nghệ. Cá ướp nghệ. Vô muối ớt. Không nướng ớt thì người ta nướng bình thường rồi. Cho nè. Mà có biển á là phải có nghệ. Vô. Đó, muối ớt mình để vô đó anh chọn lên. Góc ở trên góc mặn tránh sao rồi cái nồi này có nêm gì chưa chân ba chưa chưa để dẹn hoàng tú lại nêm bên tú rồi bị dính rồi cả nhà gỡ miếng da bạc ra luôn trời sôi à nát tát cả nhà ôi thơm quá thơm à ôi cái nồi đã sôi chưa chân ba sôi rồi không? Bây giờ là quá ok rồi cả nhà ơi. Cái này là nó mới có 6 à. Mình bắt lên trên bếp rồi cái nó cái mới chín. Nói chung là hôm giờ mình ăn là cũng như hình như là nó bốn món cá đuối gà không vậy. Đuối giờ mình ăn cá đâu có rồi. Cá nào rồi, cả nhà hồi cái chim chưa ăn ông trời ơi. Ăn nào? Cái chim bình tâm hổm cho em con ăn rồi. Trời em ăn rồi. Lén nữa. Cái chim trắng. Không, hồi đó giờ tôi chưa ăn cái chim. Cái này chứ má. Ừ. Chim trắng ngon hay chim đen ngon? Chim trắng ngon lắm bồ. Mán giống như ăn nướng chuột ăn bữa đó vậy đó hả? Đó, bún nướng chuột thì không ai. Không có chim trắng nó béo hơn chim đen lắm. Ngon lắm. Anh Tâm anh cho mà có nhiều người đó, chim đen ăn ngon chim trắng. À, anh Hồng ơi. Hả? Rau. À, chắc này nãy giờ anh Hòa với anh Hồng với anh Tính cũng dọn cái rồi lại chút quá ngon cả nhà hàng đó rồi lên còn anh Tú sao rồi nha rồi cái này thì cũng ok rồi chín rồi đó ngon rồi đó chín rồi đem dĩa ra đây em gấp xuống luôn gấp xuống luôn đến đây quá ngon rồi đũa dẻ không được nha dẻ được có đem dĩa thôi cái này nó nhát lửa lắm. Trời ơi, nước mấy chục năm nay lên gặp lửa là chín rồi. Thành vớt vớt là mấy miếng da này cũng còn được đó nè. Trời ơi, da nó ngon lắm đó. Hai dĩa nha. Thịt con cá này nó bự quá, nó dày á cả nhà. Mình mắt sắt ra cái nó bị giả dời hết. Đâu, giả dời vũ việt. Theo mấy cái đường cắt mình đó. Ngon gì lắm em ơi. Như ớt ít thấy vậy vậy. Hả? Nãy em có 3 trái à? Ớt hả? Ừ. Ừ, chưa cay cho anh. Thôi, gom đây đi. Lên mâm thôi mấy anh đây. Đây. Quá ngon rồi cả nhà ơi. Thôi đó. Ba vô cơm với cơm nha. Quá tuyệt vời. Cơm mình còn cái gì đó. À, cá mình để hai đầu. Đồng dĩa. Quá ngon cả nhà ơi. Mình để cà vô trước đây. Ừ, thôi quá sôi cả nhà.
đơn giản hai món thôi. Nhậu ở trong ơi. Cá nướng với cá nấu lẩu nha cả nhà. Cảm ơn anh Phong nhiều nha. Trời ơi, anh quả ớt của người ở vô có người ở đó không. À, mời cả nhà cùng thưởng thức bữa tiệc chiều với gia đình của Tú Bắc Trước với Tú Bắc Chuột nha. Mấy anh em nha. Trường, mời cả nhà về tham gia với anh em. Đúng đây nè, đi bắt. Mình gác máy xuống ngồi chung với anh cho vui. Anh làm đôi viên cho bà Sáu. Không, mời đại gia đình thân yêu. Có bớt nước. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Nhà không thôi. Ok. Vậy ăn được không? Được, để gì nó vô thôi. Vô. Gì vậy? À? Nó nói vô mà để chén rồi được không? Được, được. Mời cả nhà. Rồi. Mời anh Hoa, mời anh Hồng, mời Úc Anh, mời anh Tính. Mời cả nhà, mời chúng ta vô. Em mời đại gia đình thân yêu nha. Mời anh Hai, anh Giang. Mời hết toàn thể các cô, chú, bác, anh chị ở trên kênh Tú Bắc Trước, Tú Bắc Chuột nha. Cùng bữa tiệc chiều. Cảm ơn anh Rông nha, gia đình anh Rông nhiều, anh Rông ơi, vô anh Rông ơi. Như bia cà lãnh cái này đường hay gì cà lãnh nó bên đây anh bạn hả bia cà lãnh nó bên đây mua thuốc này chả ăn vậy là bảo mình bia An Giang mình cũng ngọt dữ vậy ha ba đây là bia An Giang An Giang quá trời luôn rồi ăn ngon quá ngon ăn ngon anh thử cái nướng ướm nghệ cá ngon quá lên anh ơi. Còn quá anh Tâm ơi. Ủa cũng tốt lắm nhưng mà. Được anh Tâm ơi. Được á. Nhà hàng nó chưa làm. Tháng này em cũng cảm ơn trước thì anh Tâm. Sau thì anh Phong. Cũng đã Tâm ơi. Gửi cho anh em là những cái món cá ngon, cá biển ngon ở dưới này. Thật sự là nói là chưa có thưởng thức được những cái món ngon vậy. Như là mặn con cá vậy. Đó giờ mới mặn được con cá với lúc quen anh Tâm tới giờ là cá bự bự luôn vậy. Vô. Trước không có. Anh Tâm thì đợt trước gửi hai con. Cá đỏ với còn cá cá hường. Cá hường. Bạn Tiến đây. Với cụ Tiến rồi nhóc hết trơn luôn. Thành Nhân. Tâm. Cá. Uống đoạn ngon chưa? Ai lạnh nè, đúng nè. Không nóng. Đúng không nóng cái gì em nè. Em không biết gì về bài đúng không? Dạ. Có bài không biết. Rồi anh Tiến ơi. Rồi anh Hùng ơi. Ngon quá Tiến ơi, Hùng Hùng ơi. Thanh ơi. Bớt, tập bớt. Đi An Giang nó làm trưởng. Đi ấy, ôi gió có mấy này hết rồi. Không biết mình đồng khác. Anh mau ha nào. Anh Giang ha. Giang. Khách nó góc hoài còn hoài. Mời Hùng miếng cá thôi. Mời miếng cá mời được chục miếng mời. Rồi đi. Vô. Vô anh Hồng anh Hoài. Vô anh ơi. Vô. 1, 2, 3, vô. Mày lại gia đình thân yêu. Vô anh Dương ơi. Ừ. Nhắn có điện chưa? Ủa hình tốt không? Trời ơi. Em như thế nào vẫn à, hả? Ừ. Xin lỗi anh Dương nha. Trời được đá lắm hình. Hình này cũng đã. Nha, hai cục uống. Tình nghĩa anh em mình dây còn gì nữa. Đang lại còn chưa? Hết bia luôn à. Hết bia luôn. Làm đồ nó đi quay. Bia đâu bên tính cà. Bia này làm tính hiệu nước. Hết nước rồi. Rồi không bia nữa nước.
Bây giờ ta làm rồi, cái lon này 330cc, bia này còn có 230, mắc hơn 100 mấy dốc mà. Đây. Mày vậy chứ anh bà còn ăn ít hả? Ít tiêu vừa. Anh làm lon lắm nha. Làm để vui. Làm cho ngàn ngàn để vui. Nói chung thì trong nhà... Vợ em như lắm cả nhà ơi. Đi đâu đi đeo cho á. Không biết hả? Không quá không biết. Lo cho chồng con như lắm cả nhà ơi. Tôi nghiệp. Bia nó không kè bố, tức chết. Người ta nói thương là ta hung liền. Nói chung là... Anh em không? Vô. Không có cảo chết rồi. Khóc giờ. Trong nhà anh Tú cũng rộng nhưng ở vô cổng nó hầm lắm cả nhà. Anh em ngồi trước. Mày bắt hai bên Mỹ nha. Ngay giờ vẽ vô ông ta. Vẽ. Cũng bắt hai giờ cũng mệt đúng lúc này anh Hoàng. Lâu lâu em cũng điện hỏi thăm bắt hai rồi. Lớn tuổi mình đi diễn nữa. Ủa cái này em không ăn đâu có niềm cũng ăn cũng ngon lắm nè. Thấy chưa bà? Em lớp dùng cho mình ấy gì vậy? Rồi anh có thì anh lớp miếng nước. Quá tuyệt vời đó nha. Thơm cơm mẹ hấp dẫn luôn đi. Hấp dẫn nè. Ngon lắm bà. Ừ, mình thơm. Ê, cái lon này bầu sắp canh hay gì dốc quẹo nhưng hết chứ. Bạn trưởng ơi. Không hết nè. Đụng miếng cá lẩu nè. Đụng vô cũng ngay ra mà anh ăn đang lên rồi á. Trưởng á, trưởng với lon á. Vô. Vô. Bây giờ ông nghe kiểu ông hai này chủ quán thật thua chết luôn. Chút chút uống nhiều quá nó hớp, uống nhiều quá nó ngọt ha. Có mấy ông anh lớn tuổi ở gặp mình, tụi em chơi, tụi em rất là mừng cả nhà. Từ lâu anh em có dịp cái alo mấy anh chạy qua chơi mừng như lắm mừng. Gì ngộ lắm, không phải trứng qua cái gì ngộ lắm. Trứng trứng hai quả bơm nguyên tử. Đi. Cái này cái gì ngộ lắm đi. Này giống như miếng miếng cho biết. Giống như cái cặc vậy. Phải. Phải không? Có sơ không nè. Không biết cái đó là cá biển mình không biết cái gan gì. Không phải, cái gan viên. Vô anh mười gạo ơi. Dữ lắm ngon. Cái này đắng nè. Đắng không à? Mười gạo đó với lòng phải không? Dạ. Đắng ha anh Tinh. Dính cái mặt nè. Con miếng dính cho anh đắng cái mặt đó. Giặt cái này mặt mát đi. Đắng lắm. Dính cho anh. Vậy là có ngày khỏi là mở một giáo. Cái gì đắng là mát á. Nè, ngọt. Ăn nước hồng nha. Ngọt. Mà làm tối làm phút đi. Ừ. Dạ. Đắp lên hồng với hồng rồi. Nên đi nha, muốn em lấy tiểu. Có rồi mà. Ừ. Phải. Lắp mình hồng rồi. Mối ăn đi. Vô lắm. Vâng. Ây dạ. Nóng. Cái bệnh nóng. Thì còn này, chuyện mà có chưa? Vô. Vô. Vô cái ra, cái bao tử hồi nãy mình chặt ra phanh nhỏ hết rồi. Chắc này lắm dưới rồi. Ai ăn sao lại được bao tử à? Được. Ai ăn mà tàn tật là còn dính được bao tử á, chìm dưới á. Con mời má hai, má ba, má sáu luôn nha, dì anh, anh hai, chị hai, anh chị Hạnh, chị Hường, anh Vũ, anh Thanh, anh Tấn, anh Liêm, anh Tài, anh Mừ, anh Cường, cô Mừ, cô Hai, Dượng hai, quá trời nguyên cái đuôi của con cá bóp bóp. Cái đuôi. Cái đuôi bò á, mà đại gia đình, mà cái hương cá này sẫm không nha. Ừ. Hương này mình nhai được. Nha. Con cá này tụi em cũng có ông anh ở trong
cua quắc cũng gửi cho tụi em, mà mấy ngày nay rồi anh em không có ăn được tại vì con cá nó bự quá. Giờ có mấy anh em ăn xong hết điện giờ Vũ anh Hòa thì anh Hòa cái này anh sửa xe anh ở không buổi chiều không à. Anh Hồng anh em mà qua chơi với tụi em rất là mừng, người thưởng thức miếng miếng cho nó vui nhà vui cửa ha. Thôi anh em mình vô cái đi, mời anh Hòa cái anh Hồng cái đi vô anh. 1 2 3 vô. 1 2 3 vô. Ủa anh Hòa vô anh đi rồi, anh Hòa giấu đâu rồi, cá không thằng anh uống nè, bỏ cho chén anh nè. Ủa này mình này sao bữa nãy mình không thấy cái bông bóng là cá, mình không có bông bóng hết nè. Không thấy con bóng luôn á. Bông bóng không? Không, con bào tử chứ. Cái bông bóng hình như này anh dọc dọc cho sáng sau vậy. Có cái nào anh liền vô cái trong cái thau trước rồi anh dọc cái nữa. Đó phải, cái bào tử mà dính vô một chùm ruột cái gan. Rồi cái nào liền vô cái thau trước á. Hai cặp này đó, hai bào bên nguyên tử đó. Thì thôi, nói tóm lại thì trước tiên thì em cũng cảm ơn anh Phong ở Kiên Giang. Có ảnh gửi con cá lại cho Phú Quốc hả? Phú Quốc cũng kinh giá đúng rồi, Phú Quốc đúng rồi, cho anh em thưởng thức được bữa tiệc hôm nay. Cảm ơn hai mặt nhóm, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Thứ hai cũng cảm ơn anh Hoàng với anh Hồng bỏ chút thời gian qua chơi với tụi em. Nói chung là công việc logo nhưng mà cũng sắp xếp thời gian anh em mình qua. Còn cái thứ ba thì em cũng xin thay mặt anh em cảm ơn tất cả anh em trên kênh Tú Quốc Chứa Bất Chuột rất là nhiều vừa qua đã ủng hộ tụi em, xem nếp tụi em. Nếu mà có thương tụi em nữa thì cả nhà nhớ vô đăng ký và share và like cho anh em luôn cả nhà ơi. Em cũng xin chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân mãi mãi luôn cả nhà ơi. Còn cái thứ tư bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau nha. Giờ anh tâm đó nha.